Thời gian vừa qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai quyết liệt và triệt xóa thành công nhiều ổ nhóm tội phạm, góp phần ổn định và đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, việc đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là với tội phạm cướp, cướp giật tài sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mà nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ chính những người bị hại, những người đi đường mang theo tài sản có giá trị nhưng lại hết sức chủ quan, mất cảnh giác, và đây chính là đích ngắm của bọn tội phạm. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ phản ánh về thực trạng này. Đã gần một tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, thế nhưng chị Lê Thị Mỹ, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Tuấn Việt có trụ sở tại thành phố Đồng Hới vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc bị hai đối tượng chèn xe và dùng hung khí uy hiếp cướp số tiền mặt hơn 1,2 tỷ đồng một cách hết sức táo tợn. Tự nhiên thấy hai thanh niên đi sạt ép sạt vô, thì khi nào chị nhìn thấy sạt xe rồi thì khi nào chị cũng có hoàng nên hỏi nó đi chứ mà la nữa. Mà hắn cũng không nói gì hết, thì bắt đầu hắn ép xe gì vô đường, rồi là cậu đạp làm cho ngã xuống. Khi mà ngã xuống rồi á, thì là hắn đấm gì xong rồi là hắn quay lại là hắn giăng xích, hắn lấy một cái gì giống như một khẩu súng nữa. Súng mà khi nữa hắn dí vô những người á, thì điện hắn giật. Và khi nữa tay chân là bùn rùn và mắt hắn mơ đi, rồi không nhìn thấy gì nữa thì thả tay. Gần đây, nhiều nhóm đối tượng đi xe máy áp sát người đi đường, cướp và cướp giật tài sản được các lực lượng chức năng triệt xóa thành công. Tuy nhiên, thực tế việc đấu tranh với loại tội phạm này đang trở nên cam go và khó khăn hơn, đặc biệt là trong công tác phòng ngừa, nhất là tại những địa bàn trung tâm. Tình hình trật tự giao thông rất là phức tạp, cho nên là tội phạm thường lợi dụng để gây ra các vụ cướp và cướp giật. Và một vấn đề mà sơ hở nhất trong cái vấn đề để cho tội phạm lợi dụng này là do cái người đi đường, đặc biệt là phụ nữ, là thường là sơ hở trong một để các túi sách mang ở vai, sách ở tay hoặc là để cả cái kẹp ở cái xe máy. Và thậm chí có những trường hợp là vừa đi vừa nghe điện thoại, nói điện thoại. Rồi khách du lịch trên đường cũng sách túi sách nghe điện thoại. Cho nên là một trong sơ hở mà đối tượng thường gây ra các vụ cướp và cướp giật. Mặc dù vậy, chị em phụ nữ đi đường vẫn không có thói quen cảnh giác và đây chính là một trong những sơ hở để đối tượng lợi dụng. Tôi cảm thấy không an toàn khi mang túi sách bên mình, nhưng vì sự tiện lợi, vì thói quen và vì thời trang cho nên tôi thường hay đeo bên mình mà không nghĩ là có người cướp giật túi sách của mình. Nhất là bây giờ phụ nữ tránh là đeo bên người. Thế đó, người thứ nhất là vừa là dễ cho đối tượng lợi dụng giật tài sản, thứ hai nữa là sẽ giật thì là nhất đã bị mất tài sản còn bị là tai nạn rồi tuế trong kích cho bản thân mình. Là đa số là để ngân hàng nộp tiền thì riêng cái là người ta chủ yếu là vận chuyển bằng ô tô hoặc là hợp đồng với ngân hàng, tức là hàng tuần hoặc là một tuần mấy buổi đó hợp đồng ngân hàng nào đó đến họ tại cái công ty mình để nhận tiền để nộp ngân hàng. Còn mà nếu mà không có điều kiện như thế thì nên vận chuyển là nên đi hai người, đã mang tiền đi nộp ngân hàng là nên hai người là cùng đi mà đưa đi tiền đi nộp ngân hàng, cho tránh đi một mình. Trở lại vụ việc, hai đối tượng gây ra vụ cướp hơn 1,2 tỷ đồng tại đường Thống Nhất, thành phố Đồng Hới. Nếu chị Lê Thị Mỹ cẩn thận hơn, cất giữ số tài sản lớn đó một cách an toàn thì không để cho đối tượng có điều kiện phạm tội. Bài học từ những vụ việc trên cũng chính là lời cảnh báo, nhắc nhở đối với mỗi chúng ta. Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác để lùi tội phạm bằng chính ý thức của mình.